Đó. Chú bỏ ít rôm vô giữ một lớp mỏng thôi, rồi rắc lớp meo xung quanh cách thành khoảng 2 cm, riêng mặt dưới là phải phủ meo hết toàn bộ mặt dưới nhưng phải cách thành là 2 cm. Rồi xong rồi chú bóc một lớp rôm dày khoảng 1 cm, xong mình bỏ thêm một lớp thứ hai, nhưng mà lớp này thì bỏ xung quanh thành thôi, không có bỏ ở giữa, tại vì lớp này là lớp thứ hai nó ở nang rê xung quanh thôi. Rồi mình nhấc thêm khoảng 1 cm nữa. Nhấc cho nó chặt vô. Tôi sẽ bỏ một lớp thứ B, lớp thứ B là lớp ở trên bề mặt cùng. Mình phải rải hết. Nhưng mà nó cũng cách thành là từ 1 tới 2 cm. Rồi cho một lớp dày khoảng 3 cm phủ lên mặt trên. Riêng nếu mà chú trồng về trời á, thì phải lấy bê ni lông hay là một lớp rôm khô để cho phủ cho nó ủ tơ.